Jackie Bong xin kính chào quý vị và nhận định về bà Indra Nooyi, đứng đầu công ty PepsiCo. Một trong những nữ đứng đầu các công ty xuất sắc nhất trên thế giới, chỉ chiếm có 3% trong danh sách Fortune 500 là bà Indra Nooyi, Chủ tịch và CEO, Chief Executive Officer, Tổng Giám đốc Tập đoàn PepsiCo. Bà là người nữ Á Châu đầu tiên được đứng số 1 trong danh sách này. Bà Nooyi từng làm việc cho hãng Johnson & Johnson và Meta Burchell, hai cơ sở đặt tại Ấn Độ, nơi bà sinh trưởng. Năm 1980, bà được cấp học bổng học thêm ngành quản trị kinh doanh với bằng thạc sĩ tại Đại học danh tiếng Yale. Sau đó, bà làm việc cho nhiều công ty có tên tuổi như Motorola. Đến năm 1994, bà gia nhập PepsiCo và trở thành chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính CFO năm 2001. Thu nhập hàng năm không ngừng tăng trưởng dưới sự lãnh đạo của bà, vượt mức 72%. Vì thế, bà gây chấn động khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành CEO cho công ty này năm 2006. Bà có những bí quyết nào để trở thành bà hoàng ngành công nghiệp nước giải khát? Bà nổi tiếng có tầm nhìn toàn cầu, tinh tế, rất năng nổ trong các thương vụ, mua trọn bán đứt và sáp nhập. Bà thể hiện cá tính cởi mở và thông minh khác thường. Khi trẻ, bà vượt khỏi giới tính khác biệt, đánh đàn guitar chơi nhạc rock và cũng chơi môn thể thao cricket rất cừ. Bà cũng vượt mọi khó khăn nhận làm quản lý ký túc xá trực đêm để có tiền trang trải tiếp tục sự học hành. Bà thành công thương thảo mua bán, mở mang cho một loạt thay đổi cấu trúc với sự đa dạng sản phẩm của tập đoàn PepsiCo. Bà thể hiện khả năng tiên đoán và năng lực lãnh đạo, thu hoạch khổng lồ hàng năm khoảng 39 tỷ Mỹ Kim. Bà còn định hướng đến sức khỏe nhiều tiêu thụ với hàm lượng calo thấp và bột yến mạch fiber nhiều hơn. Thế nhưng, bà chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Bà là một người có thế lực, để lại cho nhân viên ấn tượng của sự tận tâm và tạo ra sự hòa đồng trong tập thể bà làm việc chung. Là người phụ nữ Á Đông, bà trả lời với phóng viên đài BBC: "Vào cuối ngày, tôi luôn tự nhắc nhở mình, hãy đừng quên bạn là một con người, một bà mẹ, một người vợ và một cô con gái." Jackie Bong xin kính chào quý vị.